Ok, và trước khi bắt đầu video thì mình xin các bạn hãy cho một like, một follow fanpage của mình ở trên Facebook nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ có những video cực kỳ thú vị trên đây, cũng giống như là mình sẽ có một số buổi livestream cho các bạn. Ok, và hãy tương tác tốt hơn với mình trên fanpage. Cảm ơn bạn đã xem video clip này nha. Ok, hi các bạn. Và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubber Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod biệt đội 500 anh em siêu nhân đội là trưởng của mình các bạn ha. Thì khoảng thời gian khá lâu rồi thì mình chỉ mod siêu nhân đại chiến với nhau thôi. Chứ mình có chưa có mod 500 anh em siêu nhân đội là trưởng của mình các bạn. Cho nên là mình cũng khá nhớ về tụi nó. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ mod lại 500 anh em siêu nhân đội là trưởng. Và ngày hôm nay thì 500 anh em siêu nhân đội là trưởng đang đứng đây để làm cái gì các bạn? Mình đố các bạn biết đang làm cái gì đó. Thì ngày hôm nay những người anh em này đang đứng ở đây để gọi là đi vào trong kia. Và mình xin giới thiệu cho các bạn biết về 500 anh em siêu nhân đội đội trưởng này của mình sẽ gồm những ai nha các bạn. Đó. Thì có thể là lâu quá các bạn chưa thấy lại được 500 anh em siêu nhân đội đội trưởng này, cho nên là các bạn có thể là cũng sẽ không nhớ hết rồi các bạn ạ. Thì cái biệt đội này của mình nó sẽ không có cái thằng mà siêu nhân chiến đồ ở xa các bạn ha, do là nó đang có hiềm khích với lại tụi mình ha. Nó đang có hiềm khích với lại tụi mình, cho nên là tụi mình đang truy sát nó, tụi mình đang truy lùng nó, cho nên là nó sẽ không có mặt ở trong đây các bạn ha. Đợi hút sau thì nó có thể là có mặt được ở trong đây hay không thì các bạn hãy theo dõi những phần sau nha. Ok, thì đây mình ngày hôm nay thì mình sẽ cho cái thằng siêu đội trưởng Thú Điện Long làm đội trưởng của cái biệt đội này ngày hôm nay các bạn ha. Đó, đây là anh chàng Thú Điện Long của chúng ta nè. Vậy thì ghê chưa. Còn đây thì là siêu nhân hải tặc, thần kiếm nè, mãnh thú nè, gao thiên sứ, ma tiến nè, ninja nè, chiến đội kỵ sĩ nè, sấm sét nè, rồi vũ trụ thần kiếm nè các bạn, khủng long nè, cơ động nè, bí mật nè, phép thuật nè các bạn ha. Đó, rất là đông luôn các bạn. Thì hồi nãy giờ mình quay sơ sơ á thì chắc là các bạn cũng đã biết gọi là thấy ai đang đứng ngoài kia đúng không các bạn. Thì đây là Ultraman Grandfire các bạn ha. Đó. Thì Grandfire có nghĩa là cái đầu nó sẽ giống như là một cái ngọn lửa mà phát sáng ở trên đầu nó vậy các bạn. Thì cái con Ultraman này rất là mạnh nha các bạn. Nó rất là mạnh luôn á, chứ không phải đùa đâu. Đây. Ở đây có đèn nhiều quá các bạn, nó chói quá các bạn ơi. Đèn đúng sáng luôn á. Hãy nhìn nè. Sáng quá trời sáng luôn. Rồi. Đi vào đây. Đang bây giờ thì trời đang rất là tối các bạn ha. Mình không biết là cái hàng Ultraman Grandfire này ngày hôm nay nó tập trung ở đây để làm cái gì nữa mình không biết. Thì bây giờ mình sẽ vào mình hỏi thử nó để xem như thế nào. Đây, đang đứng sừng sững như một cái ngọn núi trong đây luôn các bạn. Đâu anh em của mình nó hết trơn rồi. Đây đang đổ vô quá trời luôn nè. Đó, cho là trời khá tối các bạn ha. Khá tối. Mà nó xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm luôn các bạn ơi. 12 giờ đêm luôn là nó đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ lại mình hỏi xem như thế nào. Hey. Chào người anh em Ultraman Grandfire siêu to khủng lồ nha. Ngày hôm nay thì không biết bạn xuất hiện ở đây có chuyện gì hay không vậy. Đâu để mình đứng cao cao là mình dễ nói chuyện với nó các bạn ha. Đứng đây thì nó gọi là xa quá. Ok các bạn, đã leo được lên tới trên đây rồi. Đó, nó gần hơn. Hãy trả lời câu hỏi của ta đi, Ultraman Grandfire. Các người là ai đấy? À, thì ra là 500 anh em siêu nhân đội trưởng nổi tiếng trong GTA 5 đây đúng không? À, ngày hôm nay tụi bay tính tới đây để bắt tao hay cái gì? À, không có. Chẳng phải tôi đã hỏi ông rồi sao? Ngày hôm nay mục đích, lý do của ông xuất hiện ở đây là có chuyện gì?
Tụi tôi là những người anh em senior đội trưởng, bảo vệ công lý cho 18 năm, cho nên những cái việc này chúng tôi phải quan tâm thôi. Trong lúc tàu bay ngang qua đây, bay về phía chân trời của thành phố này, là ở bên kia để sống trên núi, nhưng mà đột nhiên đang bay thì tín hiệu của ta gặp lỗi đây, và ta đang cần đáp ở đây để sửa chữa một cái số thứ ở trong người của ta, cho nên ta đứng đây có được hay không vậy hả, tiêu nhân đỏ đội trưởng? Được, nếu như ngài đứng đây để sửa chữa và không làm bất kỳ một cái hành động nào làm tổn hại thành phố giống như là những người dân vô tội, thì ngài cứ thoải mái đứng đây để sửa. Cảm ơn người anh em siêu nhân đội trưởng nha, nhưng mà công việc này khá lâu đấy. Không sao đâu Uchaman Renfai, tụi tôi sẽ đứng ở đây và chờ ngài. Ngài đừng lo về những việc này, để đảm bảo là chúng tôi không phát hiện ngài có thể gây ra bất kỳ một cái hành động nào nguy hiểm cho thành phố này. Ngài có đồng ý chứ hả Uchaman Renfai? Được, ta đồng ý. Vậy vì các ngươi, bây giờ tao phải sửa chữa một số thứ trong người của tao đây. Được, ông cứ tự nhiên, đừng quan tâm tới chúng tôi làm gì. Bây giờ thì tụi mình sẽ đứng đây để đợi cái thằng Uchaman Renfai này, nó sửa chữa một cái số bộ phận trong cơ thể của nó, rồi nó sẽ tiếp tục di chuyển các bạn ha. Rồi, ok rồi các bạn. Thì bây giờ trời đã sáng rồi, thì không biết là cái thằng Uchaman Renfai này nó sửa chữa xong những cái bộ phận trong cơ thể của nó chưa nữa. Hey, Uchaman Renfai, ngươi đã sửa chữa xong chưa? Còn một tí nữa, một tí nữa là xong rồi. Các người hãy cố gắng, đợi tôi thêm một tí nữa. Được thôi, đơn giản mà Uchaman Renfai. Uầy, tại sao lại có cảnh sát của quân đội tới đây? Chuyện gì lại xảy ra vậy? Chuyện này là sao? Những thằng siêu nhân đội trưởng, tao đang thấy quân đội và cảnh sát đang kéo tới đây. Có phải mày cũng gài bẫy bắt tao hay không vậy hả siêu nhân đội trưởng? Không hề có vụ này. Tôi không biết gì về cái vụ này cả. Này các ngươi, hãy mau rút lui đi, đừng có tiến vào đây. Uchaman nó chỉ đứng đây một chút xíu đã đi rồi. Mau đi, đừng có bắt nó. Cha rồi, nó chọc giận nó rồi. Các ngươi phải trả giá cho hành động này. Các ngươi là loài người gian xảo, thì coi ta đây. Chuyện này không xong rồi anh em ơi. Chúng ta đã vô tình chọc giận chúa tể của những loài Uchaman rồi. Chính là những cái thằng quân đội này nó gây ra cái chuyện này. Chẳng lẽ là nó sắp xong, nó đã rời đi rồi. Bọn mày thật là ngu ngốc, những thằng quân đội kia. Ây da, trời ơi, chết tụi mình rồi. Tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Đây, tụi bay xử trí hết đi những thằng công an và quân đội ngu ngốc kia. Trời ơi, đánh mình như con vậy các bạn ơi, chết thật. Ây dạ, trời ơi, gãy xương sống luôn. Sẽ cho tụi mày chết. Trời ơi, nó quăng mình vô đây thì còn gì là người nữa các bạn ơi. Nó mình không kịp ngáp luôn á. Đây, tôi sẽ cho các bạn coi nè. Đó, Uchaman Renfai nè. Uầy, đánh kìa, ghê thật sự luôn các bạn à. Nó chọi má ơi luôn. Cái này phải phải sao là trời. Thôi,
Cái này phải liên hệ với lại khu quân đội các bạn ha. Để khu quân đội nó nhờ cái thằng Spider-Man siêu to khổng lồ để giúp đỡ các bạn ơi. Tại vì Spider-Man siêu to khổng lồ nó đang hiện bây giờ đang ở trong khu quân đội để nó gọi là nó sửa chữa một cái số thứ trong cơ thể của nó. Đó. Thì lúc trước á mình đã yêu cầu là Spider-Man siêu to khổng lồ qua giúp tụi mình. Nhưng mà là do nó không chịu các bạn ha. Do là hả bên khu quân đội nó không có chịu, tại vì Iron Man nó còn đang bị thương, nó chưa có hoàn thiện, nó chưa có sửa chữa xong, cho nên là nó không có chịu cho Iron Man ra. Còn bây giờ thì chính nó đã gây ra những cái gọi là nguyên nhân này thì tụi nó chắc chắn là sẽ cho Spider-Man ra để giúp đỡ tụi mình các bạn ạ. Và không để các bạn đợi lâu các bạn ơi, thì cái thằng Spider-Man siêu to khổng lồ này nó đã xuất hiện rồi. Hay bây giờ thì mình sẽ được sự cho phép của khu quân đội, tuy là mình chưa có hoàn thiện hết được 100%, nhưng mà đây là một công việc rất là cấp bách, tại vì cái thằng Usherman á Renfire kia rất là mạnh các bạn, nên là mình phải cố gắng đi qua bên kia để giải cứu mấy cái thằng trong khu quân đội, giải cứu những người anh em siêu nhân, giải cứu người dân vô tội nữa các bạn ơi. Đây giờ xe quân đội chạy đầy đường luôn rồi. Đây đây, cái thằng Ultraman Rainfire đang đứng bên kia các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ qua bên đó và tiêu diệt nó, giải cứu cho những thằng trong khu quân đội ngu ngốc này các bạn. Ôi đây, lại ra đây Ultraman Rainfire. Uầy, nó còn bự hơn mình nữa. Ghê thật, bự dữ vậy cha. Ồ, cái thằng Spider-Man này nó bự rồi. Cái thằng hả Ultraman Rainfire kia nó còn hả bự hơn nữa. Ồ, nó có lợi thế hơn, nó cao hơn mình, nó dễ tấn công mình hơn. Uầy, nó này giống như cha đó chứ còn vậy các bạn ơi. Dạ, chết thật rồi. Không đánh được nó luôn á. Mày hả mày Ultraman Rainfire quăng nó tới vô trong tù luôn các bạn ơi. Nó vẫn còn chưa chết. Tì lắm. Mày chết mày đi. Ultraman Rainfire tao nè. Mày hả mày. Này thì Ultraman Rainfire hết rồi, nó bự hơn mình rất là nhiều luôn các bạn. Bự tổ bố luôn. Nhưng mà mình cũng tiêu diệt được nó. Đây nó bị lúng xuống đây nè các bạn. Đây, nằm đây luôn rồi. Mày hả mày, Ultraman Rainfire tao hả. Đây khu quân đội thì quá trời đây nè. Đây những cái thằng này, những thằng gì đây. Những thằng này là những thằng gì mặc đồ đen đây. Mình coi thử coi. À đây là super giáp, những con robot super giáp các bạn ơi. Ghê thật. Thôi rút gì đây mấy cha. Ultraman Rainfire nó chết rồi, còn đứng đây làm gì nữa. Đây mình cũng đi vô khác luôn các bạn ha. Đây là khu này Ultraman Rainfire xuất hiện nè. Do mấy thằng ngu trong khu quân đội này cho nên là nó mới tấn công mọi người á. Rồi ok các bạn ha. Và như vậy thì video clip này của mình tới đây kết thúc nha. Và mình đã tiêu diệt được cái thằng Ultraman Rainfire kia để bảo vệ cho người dân của thành phố này. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stubber Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.